Tiếp đến mình sẽ quay cho mọi người một tác phẩm cũng rất là nổi tiếng ở cái triển lãm năm nay, đó là một tác phẩm của anh Cường họa sĩ. Đấy. Anh Cường họa sĩ thì tên là đây, Đặng Xuân Cường. Tác phẩm này là Long Bàn Hổ Phục. Đây. Bên ngoài nó rất là to nhé mọi người. Đây. Mình có thể hình dung ra được là con long. Đây. Đầu đây và chân đây. Đấy, nhưng mà cái về sau thì cái tầm của mình chưa ngó ra. Đấy. Đấy, tác phẩm này mọi người bảo cũng rất là nổi tiếng nhé. Đây, của anh Cường họa sĩ. Đây. Mình sẽ quay chi tiết với mọi người. Đấy. Phải nói là cái đầu con rồng bằng đá này khó hồn thực sự luôn. Có cơn mưa, cây nhìn đẹp hẳn. Đây các bạn có thể thấy này. Các bạn thấy không? Đây, mấy con sen đấy mọi người. Đây, ý mình là mấy con sen đấy. Đây. Cái bộ rễ của nó bám vào đá như những cái móng vuốt của con rồng. Theo như mình nghe ngóng thì có tác phẩm Siêu Phong và tác phẩm này Long Bàn Hổ Phục. Còn có tác phẩm nữa không thì để mình đi hỏi thăm. Đấy, vì trong giới cây thì mình có biết đâu. Tam. Đây. Đây, nhìn chỗ này. Các bạn thấy chỗ này. Đấy. Tác phẩm Long Bàn Hổ Phục của anh Cường nhé mọi người. Bây giờ là đã có người ta cẩu cây về rồi các bạn kia. Đây. Kìa, người ta cũng cẩu cây rồi. Triển lãm chục ngày rồi. Long Bàn Hổ Phục nha mọi người.